Xin chào các bạn đã quay lại kênh của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm kẹo nougat nhé. Nguyên liệu hôm nay mình chuẩn bị 240g kẹo marshmallow, 100g sữa bột, 100g hạt maca, 100g hạt điều, 100g hạt hạnh nhân, 100g hạt óc chó đỏ, 1 cây bánh Oreo. Mình đang sử dụng Oreo vì ice cream nha các bạn, là cái màu tím đó. Các bạn có thể cho thêm các loại hạt khác và bánh khác cũng được nha. Tùy ý các bạn thích sử dụng loại nào thì mình cho loại đó vô ha. 10g bột matcha, bột trà xanh ha các bạn. 100g bơ lạc. Bơ lạc này các bạn mua ở những tiệm chuyên bán đồ làm bánh đó các bạn, thì sẽ có rất là nhiều ha. Hôm nay mình sẽ làm hai vị, đó là vị sữa hạt và vị matcha bánh quy ha các bạn. Bây giờ mình sẽ bắt tay vào làm nhé. Bây giờ mình sẽ cho vô trong chảo một phần bơ nha các bạn. Mình để lửa ở trung bình nha các bạn. Bơ tan rồi thì mình sẽ cho kẹo vào nha các bạn. Kẹo các bạn có thể cắt nhỏ ra cho dễ tan ha. Rồi bây giờ mình sẽ cho 120g kẹo vào. Mình vẫn đun ở lửa trung bình nhỏ nha các bạn. Mình chỉ đun vừa đủ cho kẹo và bơ vừa hòa quyện lại với nhau thôi nha các bạn. Rồi tiếp theo mình sẽ cho vô sữa bột bằng với lượng bơ mình cho ban đầu ha. Và mình cho vô 50g sữa bột ha các bạn. Và mình sẽ cho vô từ từ ha các bạn. Kẹo đã đều như thế này là được rồi nha các bạn. Bây giờ mình sẽ cho hạt vào ha. Rồi bây giờ mình sẽ cho hạt điều vào. Tiếp theo là hạt óc chó. Cuối cùng là hạt maca. Lúc này là mình đã tắt bếp rồi ha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ cho nó ra khuôn ha. Rồi bây giờ mình sẽ cho kẹo ra cái khuôn mình đã chuẩn bị sẵn ha các bạn. Bây giờ mình sẽ đặt cái miếng giấy nén này lên để mình định hình kẹo nha các bạn. Mình cho ra cái khay to quá cho nên mình làm với lượng kẹo như vậy không có đủ một khay này các bạn. Nhưng mà không sao hết, mình chỉ cần dàn đều lên là được rồi ha. Thì bây giờ mình sẽ đợi cho kẹo nguội hoàn toàn nhé. Tiếp theo mình sẽ làm vị matcha. Mình cho 50g bơ còn lại vào chảo. Bơ tan rồi mình sẽ cho kẹo vào. Mình cũng sẽ cắt nhỏ ra cho kẹo dễ tan nha các bạn. Và các bạn lưu ý là phải để lửa trung bình nhỏ ha. Rồi bây giờ mình sẽ cho sữa bột vào. Mình cũng sẽ cho từ từ thôi ha các bạn.
mình cho bột matcha vô luôn ha. Bây giờ mình sẽ cho bánh Oreo vào. Tiếp theo đó là hạt hạnh nhân. Các bạn có thể để nguyên cái hoặc là mình có thể bẻ nhỏ bánh ra nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ cho ra khuôn ha. Rồi mình sẽ cho ra cái khay nè. Mình cũng đặt lớp giấy nén lên để mình định hình nha các bạn. Mình lấy con dao này mình bẻ xuống. Mình đã dàn đều ra khuôn rồi nè các bạn. Mình sẽ lột lớp giấy nén ở trên ra ha. Rồi bây giờ mình cũng sẽ đợi nguội nhé. Kẹo sau khi mình đã để nguội hoàn toàn rồi nè các bạn. Bây giờ kẹo đã cứng hơn rồi nè. Mình nói cứng hơn nhưng mà kẹo vẫn có độ dẻo mềm nha các bạn, chứ không có bị cứng quá ha. Nên mình sẽ gỡ ra. Mình sẽ cắt đôi cái khoanh kẹo này ra. Mình cắt một cách dứt khoát nha các bạn. Mình không có cưa ha. Mình lấy con dao thật sắc mình cắt ha các bạn. Mình cắt một cách dứt khoát luôn ha các bạn. Đây cái màu xanh cũng hoàn toàn rồi nè các bạn. Bây giờ mình cũng sẽ gỡ ra và mình cắt ha. Mình sẽ cắt đôi thanh kẹo này ra để mình cho vào túi kẹo nhỏ nha. Mình đã làm được mấy cái kẹo màu trắng nè các bạn. Mình chuẩn bị mấy túi kẹo nhỏ như thế này nè các bạn. Bây giờ mình sẽ cho kẹo vô trong túi ha. Đây mình cho từng viên một vô nè. Đó. Các bạn chuẩn bị cho mình cái bấm tóc nè. Hoặc là máy vuốt tóc cũng được ha. Mình sẽ bấm vào cái mép kẹo này nha các bạn. Đây.
Các bạn lưu ý là máy của mình chỉ vừa đủ nóng thôi ha, nếu mà nóng quá thì cái vỏ kẹo nó sẽ bị teo lại và bị cháy nha các bạn. Đây nè, đó mình bấm lại như thế này nè. Đó các bạn. Vậy là mình đã cho ra một mẻ kẹo nougat thơm ngon rồi nè các bạn. Bây giờ mình sẽ ăn thử nha. Nè các bạn thấy nè, kẹo của mình rất là dẻo luôn nè, không có hề bị cứng ha các bạn. Mình cho vừa sữa bột vô thôi, nếu mà các bạn cho nhiều quá thì kẹo của mình cứng lắm. Mình cắn một miếng ăn thử nha. Kẹo rất là ngon luôn nha các bạn. Đây là lần đầu tiên mình làm và cũng là lần đầu tiên mình ăn thử luôn đó các bạn. Mà mình cảm thấy rất là ngon miệng luôn. Đúng là tên gọi kẹo hạnh phúc có khác ha. Mình ăn vô cảm thấy tinh thần của mình thoải mái hơn và cảm giác rất là dễ chịu đó các bạn. Bởi vì kẹo quá là ngon luôn. Các bạn hãy thử làm kẹo nougat chiêu đãi gia đình mình vào dịp Tết này ha. Kẹo này vừa bổ sung chất dinh dưỡng từ các loại hạt và lại rất là ngon nữa đó các bạn. Các bạn đừng nên bỏ qua nhé. Chúc các bạn sẽ làm thành công. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình. Nếu các bạn thấy hay, hãy like, share và subscribe kênh của mình nhé. Hẹn các bạn ở các video tiếp theo. Bye bye!